kịp vây cho chúng con cất xe hay nghèo. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, lòng con nhớ luôn ơn Chúa yêu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể giang hồn, cho dù đau đớn không hề Chúa Trang giàu phó. Bầu trời đổi qua u ám, ánh vàng kia đã đổi thành màu đỏ tím. Chúa Giêsu ráng sức còn lại, ngước mặt lên cao thì thào: Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Xin xin cùng mời các quý vị.
sau chúng con về đi chơi và về có thể cùng đoàn ơn Chúa chúng ta nhanh chân bước vào nơi thánh đường để chúng ta có nghi thức là sau đó là chúng ta sẽ có nghi thức suy tôn thánh giá trong thánh đường rồi chúng ta ra về. Khi suy tôn thánh giá xong rồi cộng đoàn sẽ phát 1.200 phần ăn cho quý cụ quý bà để trong lúc chúng ta tham dự thánh lễ ở đây chúng ta có những phần ăn chay như vậy, có cơm chay.